Hello, everyone. I'm Chang Elena. Okay, so xin chào các bạn. Mình cô giáo Chang Elena đây và khá là lâu rồi mới livestream ở trên Facebook cá nhân đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một bài hát là bài Take Me to Your Heart, có nghĩa là đưa anh tới trái tim em. Đây là một bài mà rất xưa rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì rất là nhiều bạn bảo mình hướng dẫn bài này, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng hát cùng với nhau nhé. Ok rồi, bây giờ chúng ta chờ đợi khoảng 1-2 phút nữa để các bạn ấy lên để chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ai đang ở đây comment cho mình phát nào, để mình biết nào. Let's do it. Ai đang ở đây say hello? Chào một cái nào. Ok, bao nhiêu bạn biết bài này và thích bài này nào? Take me to your heart. Hôm nay mình sẽ chưa bật cho các bạn nghe vội bởi vì là chúng ta sẽ có một phần, đó là phần nghe và điền vào chỗ trống để chúng ta test khả năng nghe của mình luôn. Mình nghĩ là bài này thì mình nghĩ bài này thì cũng khá là quen thuộc rồi, nhưng biết đâu chúng ta chỉ nghe quen quen giai điệu thôi, còn lại là chúng ta không chưa biết phải hát nó, hay chưa biết phải đọc hay là nghe chưa ra thì sao, đúng không? Ở đây nào. Không biết muộn thế này rồi đã nhiều bạn đi ngủ chưa? Đối với các cú đêm thì bây giờ cũng còn sớm đúng không? Ai là cú đêm giơ tay nào? Ok. Xem có ai ở đây rồi nào. Hoài Hoài, hi, hello Hoài, my panda, cô hát đi à? À, Dobby Lan, em là tạ cứng của Westlife à? Ok, trong lúc mình dạy học ấy thì mình phát hiện ra có những bạn học viên của mình cũng là tạ cứng của Westlife, và các bạn ấy thậm chí còn lập nên fan club rồi. Rất là nhiều thứ liên quan đến thần tượng cũ ngày xưa của mình. Nhưng rất tiếc hôm nay bài của chúng ta không phải là bài về Westlife, mà bài của Michael Learns to Rock, đúng không? Thì có thể là lần sau mình sẽ làm series. Thực ra là mình đã có ý định này rồi, làm một series các bài hát của Westlife. Trong đó có bài If I Let You Go, hay là bài My Love, hay là bài rất là nhiều bài khác nhau mà ngày xưa mình nghiền đi nghiền lại những cái bài đấy. Và Khánh Nguyễn, chào cô giáo. Ok, chào Khánh. Ngày xưa thì mình kể cho các bạn một câu chuyện vui này, không biết có bạn nào cười mình không, nhưng mà mình đến bây giờ mình nhớ lại mình cũng tự cười chính mình luôn. Đó là đây, cái bài Take Me to Your Heart này là một trong những bài tiếng Anh đầu tiên mà mình nghe khi mình còn học cấp 2 thì phải.
đâu đó khoảng cấp 2 đó, và hồi đó là nhà mình có đầu đĩa, mới mua đầu đĩa đấy. Thế là ông anh trai ấy kiếm đâu được cái đĩa của Michael Learns to Rock về, thế là cứ bật cái đĩa đấy cả ngày thôi. Và mình hồi đấy cấp 2 thì tiếng Anh nó vẫn là rất là gà, chỉ có cảm giác là mình thích tiếng Anh thôi, còn nghe nói các thứ gần như không biết, cũng như bao village girl, những cô gái làng quê khác thôi đúng không, đó là chả bao giờ được học nghe, được học nói cả. Cho nên là tiếng Anh nó khá là xa vời, mình chỉ thích nghe nhạc thôi đấy. Và cái hồi đấy khi mà mình học cái bài, là mình nghe cái bài này mình rất là thích, cực kỳ là thích luôn, nhưng mà nghe cả bài chả hiểu gì cả, cứ bật đi bật lại cả ngày, bật rất là nhiều lần nhưng mà vẫn không hiểu gì hết. Chỉ có một câu duy nhất mà mình nghe được thôi, đó là cái câu cái gì nhỉ, they say cái gì, they say nothing lasts forever. Đó, người ta nói rằng không có cái gì kéo dài mãi mãi đúng không? Đấy là cái câu duy nhất trong cả bài mà mình nghe thấy, thế là mình rất là sung sướng, rất là tự hào về khả năng nghe tiếng Anh của mình. Và trong lúc mình đang quét nhà ấy thì mình cũng nghe cái đĩa đấy và nghe cái bài hát đấy, và cứ từ đầu cho đến cái câu đấy thì mình cứ dê ư ử theo thôi, không biết hát như thế nào, nhưng đến trúng cái câu đấy vì mình biết mà, cho nên là mình hát toáng lên, hát to lên như thể là mình thuộc cả bài vậy, và rất là sung sướng vì điều đó. Cho nên là chúng ta học tiếng Anh ấy thì chúng ta cũng cần phải get rid of the Vietnamese list songs, có nghĩa là chúng ta bỏ hết tất cả những bài hát tiếng Việt đi, thay hết toàn bộ bằng các bài hát tiếng Anh. Và có rất nhiều bài hát tiếng Anh cực kỳ hay và dễ nữa, ví dụ như bài Take Me To Your Heart này mà các bạn có thể học, và chúng ta cũng có thể học được rất là nhiều từ vựng và cấu trúc ở đó nữa. Ok, còn ai nữa không nhỉ? Còn ai đang ở đây nữa thì say hello, xin chào Ánh. Cảm ơn các bạn đã share video của mình. Cảm ơn Dr. Bilen nha. Chúng ta có thể share thêm để gọi hội vào đây học cùng với nhau. Ok, rồi. Đợi mình một lát. Cảm ơn Khánh Nguyên đã share video. Ok, rồi, cái video này nó sẽ không giống như các lần dạy bài hát trước. Lần này chúng ta sẽ có một bài nghe trước, ok? Và bài nghe này chính là bài hát luôn. Các bạn ấy khi mà học livestream của mình ấy thì các bạn phải luôn luôn chuẩn bị sẵn giấy này, chuẩn bị bút này và ngồi vào bàn như thật. Cấm kỵ không được nằm ở trên giường, xong cầm cái điện thoại này, đảm bảo với các bạn là một lát sau điện thoại đập vào mặt luôn, bởi vì là ngủ quên mất bị rơi, ok? Cái việc nằm xuống ấy cho nó thoải mái ấy thì nó sẽ thành ra thoải mái quá và nó rất dễ bị ngủ mất ấy, mặc dù là có cô giáo hát văng vẳng bên tai nhưng mà cô du ngủ cho thì vẫn ngủ bình thường, ok? Cho nên chúng ta phải ngồi dậy, kiếm bàn, lấy giấy bút ra học đàng hoàng, ok? Rồi Ngọc Minh Châu lâu rồi mới thấy cô livestream à, đúng rồi. Cũng khá là lâu cô không livestream ở trên trang cá nhân, nhưng mà cô cũng khá thường xuyên live trên fanpage tiếng Anh giao tiếp IOLO, thì mọi người có thể lên đó để theo dõi các bài học. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài này và chúng ta cùng điền vào chỗ trống nhá. Đây là những cái chỗ trống. Sẵn sàng chưa? Có giấy bút chưa? Bắt đầu nhá. You
Ok, mọi người điền được hết chưa? Có thấy bài này dễ không nhỉ? Ai thấy dễ hoặc là điền được khoảng 90% tất cả các chỗ trống ở đây rồi thì comment một cái cho mình biết nhé. Hai Ánh, hai Lê Hải Linh, hai Bế Trầm. Ok, cảm ơn Ánh rất nhiều vì đã share video. Rồi, xem ai có thể tự tin được là mình điền đúng được 90% tất cả những cái chỗ trống ở đây. Comment phát nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài này. Và chúng ta sẽ cùng check đáp án nhé, trong khi chúng ta nghe nhé. Và các bạn có thể đọc luôn cả lời dịch tiếng Việt của nó để chúng ta hiểu được cái bài này như thế nào. Let me see. What's wrong? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nghe và trích đáp án nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng các bạn cũng đã hiểu sơ sơ qua bài này rồi, không cần phải dịch lại nữa đúng không? Và thực ra bài này là bài rất là lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy cái giai điệu của nó ấy, không hiểu sao mình lại cảm thấy rất là muốn hát theo. Đấy, hát theo có nghĩa là sing along. Ok, sing along. Đó là hát theo. Rồi, vậy thì để hát theo được thì chúng ta phải biết cách phát âm và biết nói chuẩn, cộng với biết nối âm hay là âm cuối hay là nhấn nhá các thứ đúng không? Chính bởi vậy cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng hát thử với nhau nhá. Nhưng trước khi chúng ta cùng học thì các bạn thử test trình độ của mình bằng cách là hát karaoke thử xem như thế nào nhá. Xem mình hát được khoảng bao nhiêu phần trăm để luyện tập. Rồi, bây giờ cùng bật karaoke và cùng hát nha. Now sing along with me. Hát theo cô nào. What's wrong? Ok, rồi câu đầu tiên. Câu đầu tiên đã hiện hình rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu hát từng câu một ở đây. Hiding from the rain and snow. Hide có nghĩa là trốn, đúng không? Trốn chạy khỏi cơn mưa và trận bão tuyết. Đấy, trying to forget, cố gắng quên đi nhưng mà anh không thể let go. Let go có nghĩa là buông bỏ. Cố gắng quên nhưng không thể buông bỏ được. Thực ra ấy, bài hát thì tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt thôi. Đôi khi dịch nó hơi khó hiểu một chút xíu. Nhưng mà không sao, chúng ta có thể hiểu được một cái sơ sơ về ý nghĩa của bài hát là được. Có nghĩa là anh này với lại một cô gái đúng không? Nhưng mà đang đi tìm kiếm cô gái đấy, hoặc là cô gái đấy bây giờ đã đi xa anh rồi đúng không? Ok, rồi looking at a crowded street. Looking at có nghĩa là nhìn vào, crowded street có nghĩa là đường phố đông người, crowded đông người. Listening, lắng nghe, listening to my own heartbeat. Heart là trái tim, beat là nhịp đập. Heartbeat có nghĩa là nhịp đập trái tim. Lắng nghe nhịp đập trái tim của riêng anh. So many people all around the world. Trên thế giới, all around the world có nghĩa là trên toàn bộ thế giới. Trên thế giới này có bao nhiêu là người? So many people. Tell me, hãy nói cho anh, where do I find someone like you? Anh có, đây anh có thể tìm được ai đó giống như em.
Like you ở đây có nghĩa là giống như, chứ không có nghĩa là thích nhau. Vì sao? Bởi vì ấy, nếu như đây là động từ thích đó, trong cái cấu trúc thì cấu trúc nó sẽ là như thế. Find someone like you có nghĩa là tìm ai đó giống em. Ok. Rồi, nói cho anh biết nơi nào anh có thể tìm được một cô gái như em. Ok, các bạn, từ girl ở đây ấy, thì có nghĩa là cô gái đó, giống như em, phải cô gái à, kiểu như vậy. Rồi, take me to your heart, hãy đưa anh từ trái tim em. Take me to your soul, hãy đưa anh đến với tâm hồn em. Give me your hand, hãy đưa tay, hãy để anh nắm lấy tay em, đúng không? Đấy là dịch một cách bay bổng như vậy. Còn nghĩa đen đó là give me your hand, nghĩa là đưa tay cho anh. Before I'm old, trước khi anh già đi. Đấy, đừng để anh đợi đến già, đúng không? Tiếp, show me what love is, hãy chỉ cho anh thấy tình yêu là gì. Haven't got a clue, ở đây là động từ, đúng không? Thì chủ ngữ của nó là I, ý là anh. Clue ở đây có nghĩa là một cái manh mối nào đó. Anh không có một cái manh mối nào, ý có nghĩa là anh không biết một, anh không biết tình yêu là gì hết. Đấy, hãy cho anh thấy đi. Show me that wonders can be true, hãy cho anh thấy. Show, show là cho thấy. Wonders là những cái điều kỳ diệu. Đấy, hay là các bạn có biết là seven wonders of the world là gì không? Bảy wonders có nghĩa là kỳ quan nữa. Trong trường hợp này thì wonders có nghĩa là các điều kỳ diệu. Hãy cho anh thấy rằng những điều kỳ diệu có thể trở thành sự thật. Đấy, ý anh ấy là tình yêu là những điều kỳ diệu ạ. Rồi, tiếp. They say nothing lasts forever. Người ta nói rằng là chẳng có điều gì là vĩnh cửu. Đấy, last có nghĩa là kéo dài. Forever là mãi mãi, không có điều gì là vĩnh cửu. We're only here today. We're, chúng ta chỉ, only chỉ này, ở đây, ngày hôm nay thôi. Love is now or never. Tình yêu là bây giờ hoặc là không bao giờ. Đấy, bây giờ yêu thì nhanh, yêu nhanh không là không bao giờ yêu được nữa đâu. Bring me far away, đấy, hãy mang anh đi thật xa. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand and hold me. Hãy đưa anh đến với trái tim em, đưa anh đến với tâm hồn em. Hãy cho, hãy nắm lấy tay anh, đúng không? Và ôm anh. Đấy. À, không phải là nắm lấy tay anh mà là đưa tay anh nắm cho ấy, thì đúng hơn, đúng không? Đấy, hãy để anh nắm lấy tay em và ôm em. Show me what love is, hãy cho anh thấy tình yêu là gì. Be my guiding star. Star ở đây có nghĩa là ngôi sao. Guiding có nghĩa là hướng dẫn, đúng không? Có nghĩa là hãy là ngôi sao dẫn đường của anh. Be ở đây là làm. Rồi, it's easy, dễ thôi mà. Take me to your heart, ý ở đây nó sẽ là hai cái mệnh đề khác nhau ấy. Dễ thôi mà, hãy đưa anh đến trái tim em. Rồi, standing on a mountain high, đứng trên một ngọn núi cao, đúng không? Thì lẽ ra hai ở đây là tính từ thì nó phải đứng trước danh từ, đúng không? Nhưng mà đây là câu người ta rút gọn đi rồi. Standing on a mountain which is high. Đấy, which is thì người ta bỏ which is có nghĩa là cái mà cao ấy. Đấy, nói chung dịch ra tiếng Việt thì nó hơi buồn cười một chút, nhưng mà ý của nó là như vậy. Anh đứng trên một ngọn núi cao này. Look at the moon, nhìn thấy mặt trăng. Through là xuyên qua. Clear blue sky, sky là bầu trời này, blue là xanh này, clear có nghĩa là bầu trời trong ấy, trong xanh. Clear blue sky, bầu trời trong xanh. I should go and see some friends. Anh nên đi gặp gỡ những người bạn của mình. Nhưng they don't really comprehend. Nhưng mà bọn nó chẳng hiểu gì hết, nó không hiểu tâm trạng của anh. Don't need too much talking. Đấy, anh cần ai đó mà không cần phải nói nhiều, hay là không cần nói gì cả, đúng không? Rồi without có nghĩa là mà không này. Saying, nói anything là bất cứ điều gì, không nói điều gì. All I need is someone. Tất cả những gì anh cần, tất cả những gì anh cần là ai đó, người mà makes me có thể khiến cho anh muốn hát lên, có nghĩa là vui ấy, vui thì muốn hát lên. Ok, đó, đấy là sơ sơ qua về bài hát này. Bao nhiêu bạn biết bài này nhỉ? Comment cái cho nó có không khí nào. Còn là bao nhiêu bạn đã hát được bài này rồi ấy?
Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hát với nhau nhá. Bốn cái câu đầu tiên này thì nó sẽ thuộc về một cái thì nó gọi là thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn nhưng mà trong bài hát mà, cho nên người ta sẽ bỏ cái cụm từ am đi. Hiện tại tiếp diễn sẽ là chủ ngữ này cộng với to be này cộng với verb being đúng không? Có nghĩa là diễn tả là đang làm gì đấy. Thì ở đây có nghĩa là I'm hiding from the rain and snow. Anh đang trốn chạy khỏi, hai là trốn, trốn chạy khỏi những cơn mưa và bão tuyết. Ok. Đó, nào. Hiding from the rain and snow. Chỗ này nó sẽ nối âm một chút. Âm từ rain có nghĩa là mưa, nó sẽ kết thúc vào âm n. Đấy, nó không phải là rain như tiếng Việt đâu mà nó là rain. Ok, và khi nó đọc sang thì nó sẽ nối rain and snow, hiding from the rain and snow. Đó, một câu hát của chúng ta sẽ có những cái trọng âm câu, nó cũng giống như là khi chúng ta nói bình thường thì chúng ta cũng cần phải có trọng âm. Chúng ta nói bình thường nó sẽ là hiding from the rain and snow, hiding from the rain and snow. Ok, đấy là nói, còn hát sẽ là hiding from the rain and snow. Được chưa? Rồi, tiếp này. Trying to forget. Đó, lại nhấn vào. Trying to forget. Và cái từ forget, chúng ta nhấn trọng âm vào âm tiết số 2 nhé. Không phải là forget. Không phải forget. Mà cũng không phải là forget. Mà sẽ là forget. Nhấn vào âm tiết này. Nào, đọc lại nhé. Forget. Forget. Forget có nghĩa là quên, được chưa? Cấm kỵ không phải là forget nha. Forget. Rồi, trying to forget. Thì cái từ ing này đọc rất là nhanh, nó hơi nuốt nuốt một tí xíu. Trying, trying, trying. Và âm tờ r này các bạn cũng phải đọc rõ nha. Nó không phải là trying, trying như tiếng Việt. Ok, mà nó là tra, tra, trying, trying. Trying to forget, but I won't let go. Chỗ này nó lại nối âm tiết này. Đây là âm T đứng giữa âm O và âm I là hai nguyên âm. Thì âm T đứng giữa hai nguyên âm sẽ biến thành âm N nhẹ. But I, but I, but I won't, won't có nghĩa là will not. I will not viết tắt, thành won't, won't. Let go nghĩa là buông bỏ. Cố gắng quên nhưng anh không thể nào mà buông bỏ được. Trying to forget but I won't let go. Rồi nhấn vào won't nè, nhấn vào let này. Trong tiếng Anh ấy, hay là dùng tiếng Việt cũng thế, thì khi chúng ta mà có phủ định đấy, thì thường chúng ta sẽ nhấn vào cái phần phủ định này đấy. Ví dụ như là tớ thích cậu đúng không, nhưng mà tớ không thích cậu đấy, thì nhấn vào không đúng không. Rồi đấy là câu số 2 nhá. Tiếp. Looking at a crowded street. Ok, looking at a, tương tự là âm T đứng giữa hai nguyên âm thì sẽ đọc thành at a, at a. Nghe kiểu ất ơ đúng không? Nhưng mà không phải ất ơ đâu nha, nó là at a, at a. Tất cả những cái mà không được nhấn. Nhấn vào đây nè. Looking at a crowded street. Ba từ này thì tất cả những cái này sẽ tông cao, gần như là xấu sắc. Còn tất cả những cái kia thì đều là huyền hoặc là nặng hết. Đợt này. Đấy. Looking, looking at a crowded street. Ok. Looking at a crowded street. Được chưa? Listening to my own heartbeat. Ok. Listening, listening. Ok, chỗ này chúng ta sẽ không gọi listening. Listening mà nó sẽ gần như âm này nó bị nuốt đi ấy, nó sẽ là listening, listening, listening rất là nhanh. Ok, nhấn vào listening to my own, nhấn vào own heartbeat. Đó, nào, listening to my own heartbeat. Chỗ này không phải là không phải là gì hurt, không phải là hurt nha. Hurt là từ này. Đấy, có nghĩa là làm đau, đau quá. Còn đây là từ heart, âm A nha, A dài, heart, beat, beat là
nhịp đập đúng không? Beat someone có nghĩa là đánh ai đó hay là đấm ai đó. Ok, heartbeat có nghĩa là nhịp đập trái tim. Beat có nghĩa là đập đúng không? Rồi, so listening to my own heartbeat. Nào, đây là không phải là own nhá. Không phải là own. Mà trong tiếng Anh không có âm O, nó chỉ có âm O. O. Ok, O. Listening to my own heartbeat. Tiếp. Lắng nghe nhịp đập trái tim của chính anh. Ok, các bạn đã bao giờ lắng nghe nhịp đập trái tim của mình chưa? Listening. Và các bạn lưu ý, listen thì luôn luôn đi với giới từ to nha. Ví dụ như là listen to the radio, hay là listen to music, hay là listen to me. Nghe cô nói đây, đúng không? Ai mà đang nghe livestream mà lại vẫn đang lướt Facebook với lại chat chít ấy thì bỏ hết lại nha. Listen to me, nghe cô đây. Ok? Đó, cho nên chúng ta sẽ không nói là listen me hay là listen cái gì đấy. Ok? Phải có to, luôn luôn có to. Listen to me. Rồi, tiếp. So many people, so many people. Ok? Đó. So many people. Cái từ này nếu mà đọc một mình thì nó sẽ nhấn vào âm tiết đầu tiên. People. People. Đó. All around. Chỗ này nối âm nha. Âm cuối kết thúc bằng phụ âm. All. Cái từ này không gọi là on nhá. Đấy, lại nhiều người đọc từ này với từ này giống hệt nhau là on. Ví dụ như là on a thousand won, đúng không? Mình đọc xong mình thấy mình thật là... Ok, cái từ này sẽ đọc là all. Âm này âm o, o dài và chữ l nữa, all, 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 all around, around, all around the world. Ok, cái từ này là âm ơ ở giữa nhá, world, all around the world. Ok, all around the world, đi vòng quanh thế giới đúng không? Go all around the world, đi vòng quanh thế giới. Rồi, so many people. All around the world, so, so many people. All around the world. Đây, chúng ta cũng nhấn vào khá là nhiều từ ấy. Tại vì là cái bài này nó chậm, cho nên nó nhiều một câu và có nhiều trọng âm. Chứ còn bài nào nhanh ấy, thì các bạn đã tưởng tượng là một câu dài như này chúng ta chỉ nhấn vào hai chỗ thôi. Đó, hoặc thậm chí có khi là một câu dài nhấn vào mỗi chỗ, có nghĩa là nó huyền hết. Có mỗi một chỗ là nhìn lên một tí thôi. Đấy, thì lúc đó chúng ta phải hát rất là nhanh. Nhưng bài này cũng khá là chậm thôi, cho nên cũng dễ thôi. Nào, hát lại câu này nha. So many people all around the world. Yeah, tell me where do I find someone like you, girl. Ok, cái bên dưới thì rất đều đúng không? Cứ hai... À, cứ hai từ thì nhấn vào một từ. Ok, lại nha. Tell me where do I find. Đó, where do I find. Nói cho anh có thể tìm được ở đâu một người giống như em, cô gái ạ. Tell me where do I find someone like you, girl. Thì chỗ này chúng ta sẽ nối âm nhé. Like you, like you. Các bạn có biết bài Someone Like You của Adele không? Someone Like You. Đó, của Adele. Bài này rất là hay đúng không? Đấy thì chúng ta có thể search để tí nữa chúng ta tự hát bài này, tập hát bài này. Không biết các bạn như thế nào chứ nhưng mà mình rất là thích hát. Chính bởi vậy cho nên đôi khi ấy, mà đặc biệt là hay có hứng hát vào giữa đêm. Đấy, thế là 12 giờ đêm mặc kệ hàng xóm đúng không? Bởi vì là mình cũng ở một mình, cho nên là thậm chí đôi khi ngày xưa mình cũng có ở với bạn đấy, nhưng mà mình đeo tai nghe vào đấy và mình hát karaoke giữa đêm và ngồi hát chắc phải đến khoảng một tiếng đồng hồ thì mới hết những bài mình muốn hát. Thực ra là lẽ ra còn có thể hát được nữa nhưng mà thôi phải đi ngủ, cho nên là phải đi ngủ thôi. Còn bạn thì đến lúc 12 giờ với 1 giờ thì nó ngủ say rồi thì chẳng nghe cái gì đâu. Ok, đấy, đó là lý do vì sao mà mình hát rất là nhiều và mình thuộc nhiều từ vựng và cấu trúc thông qua bài hát. Rồi,
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hát thử cái đoạn đầu tiên ghép lời và hát nhá. Karaoke nhá. Take me to the airport. Hãy đưa em đến sân bay. Đó. Take me to the airport. Đấy, mình gọi điện cho bạn và bảo là em có rảnh không đưa cô đến sân bay chẳng hạn thế đúng không? So take me to the airport. Rồi, your heart, nhớ là heart, heart. Tiếp, take me to your soul. Từ này phiên âm như này nhá. Đấy. Tất cả những cái gì mà các bạn đọc theo kiểu là âm ô của tiếng Việt ấy, ví dụ nhiều bạn đọc cái từ này là sâu, nào chúng ta sẽ đọc là soul, soul, oh, oh, soul. Tiếp, give me your hand, hand, tay. Before, cái từ này nhấn trọng âm và âm viết số mấy đúng các bạn? Và ai biết đâu, đây là âm viết số 1 và đây là âm viết số 2. Xem có ai comment được đúng là nhấn vào viết số mấy nào. Oh, where's my mouse? Chuột đúng đâu nhỉ? Ở đây rồi. Oh, nhầm hàng. Ok. Sao nào? Nhấn trọng âm và âm tiết số mấy cả nhà? Từ before. Tuyệt đối không đọc là before nha. Before là kiểu tiếng Việt rồi. Ai lại before là đọc giống nhau? No, chúng ta sẽ nhấn trọng âm và âm tiết số 2. Số 2 nha. Before. Và cái này không được nhấn thì thêm dấu huyền vào. Before. Cái này thì thêm dấu sắc. Ok. Before. Old. Và có một cái nữa là trong trong video thì các anh ấy hát hơi nối nối một chút. Cái từ này kết thúc bằng âm R đúng không? Before I'm old. Đấy. Thì là R, cái này bắt đầu bằng âm I đúng không? Nối thành rhyme, rhyme. Before I'm old. Nhưng mà đừng nối mạnh quá. Bởi vì trong tiếng Anh ấy nó đọc nhanh thì nó mới nối, còn đọc chậm thì không ai nối cả. Cho nên các bạn đừng đọc là before I'm old. Nghe nó rất là buồn cười. Mà chúng ta sẽ đọc đúng cái âm cuối before rr, rr. Và đọc đúng cái âm đầu thì tự nhiên nó sẽ nối vào với nhau thôi. Ok. Give me your, take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Đấy, before I'm old. Old. Yep. Show me what love is. Chỗ này thì nối âm love is. Show. Âm này cần lưu ý là âm sh, sh, sh nặng nha. Show me. Show me. Show me something. Cho cô thấy cái gì đó đi. Đó, hay là show me, cho cô xem đi. Hay là show me, cho tớ xem đi mà.
Đó, thì đấy là sure. What love is? What love is? Nối âm. Cái từ này kết thúc bằng âm. Cái này bắt đầu bằng âm it. Love is. Rồi nhiều bạn nói là cô ơi, sao không phải là what is love mà đây lại là what love is. Thì cái này trong khóa ngữ pháp online của mình thì mình cũng đã giải thích cho các bạn ấy rồi. Đó là chúng ta sẽ dùng là what is love chỉ khi đây là câu hỏi. Chỉ cho câu hỏi thì cái động từ to be này nó mới đảo lên đứng ngay sau WH question là what. Đấy. Còn đây là một câu trần thuật. Đấy, một câu trần thuật thì nó vẫn phải có dạng là chủ ngữ và động từ như thế này. Và cái từ what là cái từ để hỏi cho vào đây để cho nó đúng, nó có nghĩa thôi. Đấy, tình yêu là gì? Đó, chứ không phải là câu hỏi. Được chưa? Nếu như đây là một câu trần thuật thì động từ, chủ ngữ, động từ như bình thường. Ok? Show me what love is. Hãy cho em thấy tình yêu là gì? Đấy, chứ không phải là câu hỏi nha. Haven't got a clue. Thì cái từ have got. Have got. Đấy, nó bằng với have. Có nghĩa là có. Còn và trong cái cụm haven't got, have got này thì have sẽ là trợ động từ. Chính bởi vậy cho nên nó thêm not vào nữa đúng không? Nó biến thành haven't. Như này. Haven't got a clue. Chả có cái manh mối nào cả. Show me that wonders. Cái từ này thì chúng ta để ý nó là âm that. Show me that. Chứ không phải là show me that đâu nhá. That. Wonders. Và nhớ là có âm ad ở đây là những cái sự kỳ diệu. Can be true. Wonders can be true. Đấy, những điều kỳ diệu có thể trở thành sự thật. Cái này các bạn có thể áp dụng để nói rất là nhiều các cái khác nhau. Ví dụ như là make my dream come true. Where's my eraser? Okay. Eraser. This is an eraser. Đây là cái xóa bảng đúng không? Cái tẩy đúng không? Ok, các bạn có thể gọi đây là cái tẩy cũng được. Rồi. Make my dream. Đây là một cái câu mà rất là nhiều người hay nói. Come true. Đấy. Make là khiến cho giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Make my dream come true. Đấy, hoặc đây là wonders can be true. Có thể trở thành sự thật. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ hát sơ sơ qua nha. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what love is, haven't got a clue. Show me that wonders can be true. Ok, rồi. Tiếp nha. Đây, câu này là câu mà mình rất là sung sướng bởi vì hồi cấp 2 mình nghe được cả bài đúng được câu này đúng không? They say nothing lasts forever. Họ nói rằng không có gì kéo dài mãi mãi. Lưu ý, đây chúng ta sẽ đọc là về, thè lưỡi ra nhá. Thè, nhìn thấy lưỡi nhá. They say. Yeah, very good. Rồi, chỗ này nhấn vào tiếp đầu tiên. Nothing. Ok, nothing, không có gì cả. Ví dụ như là khi ai đó cảm ơn các bạn chẳng hạn thì các bạn cũng có thể nói là nothing, không có gì đâu. Nhưng mà cái này nó hơi informal một chút. Informal có nghĩa là nó không trang trọng lắm. Chúng ta thường dùng cho bạn bè của mình hay là những người ngang ngang hoặc là những người thấp hơn mình ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng nothing, không có gì đâu. Ok, nothing. Và cái nothing này và nó cũng giống như là everything hay là something hay là anyone, anybody. Đấy, thì động từ đây nó vẫn sẽ chia, nó sẽ vẫn phải có s hoặc là es ở đây. Ok. Đấy, không có gì kéo dài mãi mãi. Forever, nhấn vào âm viết số 2 nha. Forever, không ai nói là forever. Đấy, tiếng Việt rồi, đọc lại nào. Forever. 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 Rồi, lasts. Nếu mà các bạn đọc chuẩn cái từ này ra ấy, thì nó sẽ có 3 âm cuối. Âm sờ, tờ, xong đến sờ. Đấy, nó sẽ là lasts. Đấy. Nhưng bởi vì là trong khi đọc nhanh ấy, thì người Anh và người Mỹ người ta sẽ thường bỏ đi một vài âm cho nó đơn giản.
đấy, và gần như nó chỉ có ba âm là L, A và S thôi. Last, last. Nếu như bạn nào mà có khả năng đọc được đúng cả ba cái âm cuối này này mà vẫn rất là nhanh ấy, thì các bạn vẫn có thể đọc được. Còn nếu như cảm thấy khó thì rất là nhiều người bản xứ người ta cũng chỉ đọc là last. Nothing lasts forever. Đấy. They say nothing lasts forever. We're only here. Ok, cái từ là we are, đây là we are đúng không? Đấy, chúng ta only here. Are ở đây là to be đúng không? To be thì thường người ta nói là có nghĩa là thì ở, đúng không? Thì trong trường hợp này có nghĩa là ở. We are only here, chúng ta chỉ ở đây ngày hôm nay mà thôi. Đấy. À, tức là chúng ta sống trong hiện tại, hôm nay là chúng ta ở đây thôi, còn biết đâu mai sau là chúng ta à, ngày mai thì kia là mình đã không còn ở đây rồi ấy, kiểu thế đúng không? Thì we are viết tắt như thế này thì chúng ta sẽ đọc thành we are. Ok, we are. Và kết thúc âm r cuối. Cái âm e này này, nếu như mà âm đằng trước nó là một phụ âm như thế này thì là âm e này gần như bị câm, nó sẽ không đọc ra we're only here. Hơi nối nhẹ nhẹ, real only. Cái từ này không đọc là only nhá. Mình không hiểu sao ai dạy mà các bạn, rất là nhiều bạn đọc cái từ này là only. Nhưng nó không phải là on mà nó là om, âm o. Only, ok, only. We're only here today. Đó, từ này cũng nhớ lớp tiết toán tiết số mấy đồ biết. Xem có ai biết từ này nhấn trọng âm bấm tiết nào cho chuẩn không? Ơ, các chế đâu hết rồi nhỉ? Comment phát cho xem nào. Ok, thì chúng ta nhấn vào today. Today, đấy là âm tiết số mấy? Yeah, that's right, âm tiết số 2 đúng không? Today, today, we're only here today. Rồi, tiếp, love is now, nối âm này, love is now or never, đấy, never. Bài này dễ nhưng mà chúng ta phải đọc chuẩn, hát chuẩn thì nó mới hay được, đúng không? Còn nếu như các bạn vẫn đọc là love is now or never thì nó rất là buồn cười đúng không? À, hát đúng hơn một chút nào. Love is now or never. Or các bạn đọc kiểu Anh Mỹ thì âm r chúng ta cong lưỡi một tí, còn anh thì nó không cần cong lưỡi, nó sẽ thành anh thì nó sẽ đọc thành kiểu là ok, nhưng mà mình không nói kiểu anh mình nói giọng Anh Mỹ đấy, cho nên nó sẽ thành là or. Và đây sẽ là never. Nhấn bật nè nha. Love is now or never. Đấy, tình yêu là bây giờ hoặc là không bao giờ. Now or never. Đấy, các bạn phải đặt cho mình một cái tình huống là học tiếng Anh now or never. Bây giờ hoặc là không bao giờ thì chúng ta mới có thể tập trung và học nó được. Còn nếu các bạn cứ nghĩ là now is okay và tomorrow is okay also, or next month is also okay, or next year is still okay. Nếu như mà các bạn nghĩ thế, hôm nay cũng được, ngày mai học tiếng Anh chắc không sao đâu, ngày kia học cũng được, hay thôi để tháng sau đi, hay là thôi để năm sau đi cho nó tiện, hay là thôi để 2 năm nữa. Đấy, bây giờ mình đang bận đúng không, 2 năm nữa mình sẽ học, thì nói chung là các bạn sẽ hoãn đến cả đời đấy, cho nên now or never, ok? Rồi, bring me far away, đấy, nối âm far away, far away, bring me far away. Đó, bring, chúng ta sẽ đằng sau nó là bring something hoặc là somebody, ok? With cái gì đó, ví dụ như là bring a laptop with you. Đấy, lúc em đi ấy, thì em nhớ mang laptop đi nhé. Thì chúng ta sẽ nói là bring a laptop with you. Hoặc là bring me with you. Mang em đi cùng với anh. Đấy, thì sau bring là một danh từ luôn, không có cái gì theo sau nó cả. Ok, the bring me far away. Tiếp nha.
your hand and hold me. Ok, sau này chúng ta sẽ give me your hand. Không có gì. Hold. Ok, kết thúc bằng âm d. Và nhưng mà trong cái bài hát ấy thì cái anh ca sĩ anh ấy đọc cái từ này nó hơi bị nghẹn lại một chút. Hold me, hold me. Ok, hold. Đấy, có nghĩa âm d này anh ấy để lưỡi ở vị trí âm d nhưng mà lại không bật ra, thì nó sẽ thành hold. Hold me, hold me. Ok. Rồi, give me your take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Okay, show me what love is, be my guiding star. Okay, guiding star. Đấy, ngôi sao dẫn đường. Be my guiding star. It's easy. Okay. Ít kết thúc bằng âm T và S ở đây nó đứng cạnh một âm vô thanh là âm T thì nó sẽ biến thành âm vô thanh là âm S. Đấy, chúng ta nối sang it's easy, easy. Easy đúng không? Đây là easy thì sẽ là it's easy. Take me to your heart. Nhớ là âm A nha. Heart. It's easy. Take me to your heart. Ok, rồi. Còn hai đoạn nữa cũng rất là dễ thôi. Tiếp này. Standing on a mountain high. Đấy, chỗ này chúng ta nối âm on à. Standing on a mountain high. Âm này là âm high. Nhớ là âm I thì chúng ta đọc sâu sâu xuống nhá. Nó không phải là high. High. No. Nó là high. High. Ok, sâu xuống một tí. High. Thấy chưa? Thì đây cũng sẽ là high. Hai từ này đọc giống hệt nhau luôn. Cao và xin chào đọc giống nhau. Ok. Hi. Rồi, standing. Standing on a mountain. Mountain. Standing on a mountain high. Looking at the moon. Nhấn vào looking at the moon through a clear blue sky. Ba từ này đọc cùng tông với nhau luôn. Looking at the standing on a mountain high, looking at the moon through a clear blue sky, clear blue sky. Ok, look at có nghĩa là nhìn vào cái gì đó. Ok, nó sẽ không giống với từ see nhá. Không giống với từ see. Look at có nghĩa là cái hành động mình nhìn vào, mình chủ đích mình nhìn. Ví dụ look at me, nhìn vào cô đây này. Hay là don't look at me, đừng nhìn vào tôi. Ngại quá đúng không? Don't look at me. Đấy, thì đấy là cái, và hai cái từ này luôn đi cùng với nhau, là hành động mình chủ đích. Còn cái từ see đó, thì nó có nghĩa là một cách tình cờ mình nhìn thấy, không chủ đích nhìn thấy nó. Ok. Và thỉnh thoảng đôi khi cái từ see này nó có ý nghĩa khác. Ví dụ như là see a doctor. See a doctor. Thì chỗ này là chủ đích thật nhưng nó không có nghĩa là nhìn nữa mà nó có nghĩa là gặp bác sĩ. I want to see a doctor. I want to see a doctor. Tôi muốn gặp một bác sĩ. Đấy, hay là see you tomorrow. See you tomorrow. Có nghĩa là gặp lại bạn ngày mai nhé. Ok. Đấy là từ see. Và các bạn nhớ cụm từ này ghi nó xuống nha. I want to see a doctor. Tôi muốn gặp một bác sĩ. Có nghĩa là tôi muốn đi bác sĩ. Tôi bị ốm, muốn đi bác sĩ. Đấy, thì hai từ này khác nhau như vậy. Cho nên nếu như các bạn muốn nói là mình nhìn thấy cái gì đó thì sẽ nói là look at. Ok, mình chủ đích nhìn đấy. Ok, look at the moon through. Through có nghĩa là xuyên qua. Through. Nào, thè lưỡi ra. Through, through, through. Ok, clear. Từ này có một cái cluster, có nghĩa là một cái cụm mà phụ âm là cl, cl. Phiên âm của nó là k và l như này. Cl, cl, cl. Clear, clear. Ok, đấy, xong rồi là clear nhá. Không có âm ơ ở đây. Nếu như có âm ơ ở đây thì sẽ đọc là clear, clear. Nhưng không có. Đây là một từ, là một âm luôn. Thì chúng ta đọc rất là nhanh. Cl, 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 clear. Ok, rồi. Look at the moon.
nhìn vào mặt trăng xuyên qua màn bầu trời trong xanh đúng không? Clear blue sky là bầu trời trong xanh. Okay, I should go and see some friends. Okay, see some friends. Đó, thấy chưa? Giống see đây. See đây có nghĩa là gặp chứ không có nghĩa là nhìn nhá. Đấy, tôi anh nên đi và gặp một vài người bạn. Đây là một cái cụm nó cũng khá là phổ biến trong tiếng Anh. Go and see. Ví dụ như là I should go and see a doctor. Tôi nên đi gặp. Đấy, dịch ra tiếng Việt là đi gặp luôn. Thì các bạn tiếng Anh rất là go and see. I want to go and see you. Tôi muốn đến gặp A, gặp em. I want to go and see my girlfriend. Tôi muốn đến gặp bạn gái của tôi. Đấy, thì là go and see. Hoặc nếu không các bạn cắt go and đi cho nó ngắn thì là see luôn được. See some friends. I want to see some friends. Tôi muốn gặp một vài người bạn. Rồi. But they don't really comprehend. They. But they don't really comprehend. Chỗ này nhấn vào hai chữ nha. But they don't really đấy, nhấn vào đây. Comprehend. Comprehend có nghĩa là hiểu. Comprehend. Rồi, có nghĩa là hiểu. Nhưng họ không thực sự hiểu. Đấy, mình nên đi gặp gỡ một vài người bạn cho vui. Nhưng thực sự là họ cũng không hiểu tôi đâu. Đấy, cho nên chả đi gặp nữa. They don't really comprehend. Chúng ta hát lại toàn bộ đoạn này nha. Standing on a mountain high, looking at the moon through a clear blue sky. I should go and see some friends, but they don't really comprehend. Ok, nhớ âm D ở cuối. Comprehend. Ok. Rồi, tiếp nha. Don't need too much talking. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nhấn vào don't need. Không cần quá nhiều lời nói. Không cần nói quá nhiều. Ok. Don't need talking. Talking ở đây có nghĩa là danh từ, bởi vì là need mà. Need là động từ thì sau nó sẽ là một cái danh từ. Còn nếu như need, talking ở đây là động từ thì nó sẽ là don't need to talk. Đấy. Don't need to talk thì talk sẽ là động từ. Nhưng không có to nào, không có chữ to này thì có nghĩa thế này là danh từ đúng không? Đấy, don't need không cần quá nhiều lời nói. Without any saying. Đấy, without saying anything. Sau without là một verbing. Ok? Without có nghĩa là mà không nói bất cứ điều gì. Ví dụ như mình nói là don't say anything, đừng nói điều gì cả. Thì trong câu phủ định chúng ta dùng any, anything. Don't say anything, đừng nói điều gì cả. Hay là don't do anything, đừng làm điều gì cả. Ok, without saying anything. Thì without cùng với verb in, ví dụ như là without talking, without working. I want to have a day off without working. I want to have a day off. Tôi muốn có một ngày nghỉ, đúng không? Day off là một ngày nghỉ. Mà không cần phải làm gì hết. Without là mà không nè. Làm việc, đúng không? Working, without working. Đấy, mà không phải làm việc. I want to have a day off without working. Đấy. Thực ra chúng ta có chủ nhật đúng không? Sunday. Nhưng mà đôi khi chủ nhật vẫn phải làm việc. Right? Rồi, đó, without saying anything. Don't need too much talk. Nhấn vào don't nè. Như mình đã nói rồi, trong câu phủ định thì thường sẽ nhấn trọng âm vào cái từ phủ định. Don't need too much talking. Từ này đọc là much. Cứ CH khoảng 80% thì các bạn sẽ đọc là đấy, như kiểu hắt xì hơi. Ok, much. Mỗi lần đọc từ này là phải hắt xì hơi một cái nha. Don't need too much talking without saying anything. Đây cũng là
thing và without. Được chưa? Nhớ thè lưỡi hai lần nha. Tiếp. All I need. Ok, chỗ này nối âm này. All I. All I need is some. Nối tiếp. Need is. Need is. Someone. Someone. All I need is someone. Được chưa? Đọc chậm nha. All I need is someone. Ok. Ở trong tiếng Anh thì nó cứ nối liên tiếp với nhau. Nhưng mình nhắc lại một lần, đó là các bạn cứ đọc đúng cái âm cuối all, all thì đọc tiếp theo nó sẽ tự nối thôi. All I, all I, all I, all I. Need, need, need is, need is, need is. All I need is someone who makes me wanna sing. Đó, who là chủ ngữ, đúng không? Nó thay cho cái từ someone này, thì đây là số ít, thì đây phải là chia makes nha, có s ở đây. Makes me wanna sing. Want to, khi chúng ta đọc nhanh sẽ đọc thành wanna sing. Đó, wanna. Who makes me wanna sing? Ok, ví dụ make somebody cộng với động từ, chúng ta có cấu trúc là make somebody cộng với động từ. Đó, cộng với verb nguyên thể nhá. Ví dụ như là make me sing. Đấy, cô ấy và cái cụm này có nghĩa là khiến cho, hoặc đôi khi là có nghĩa là bắt ai đó làm gì. Ví dụ như là cô ấy làm tôi cười, đúng không? She makes me laugh. Đấy, động từ nguyên thể nhá, laugh. Cái từ laugh này là cười, nhưng mà gh ở cuối thì sẽ đọc là laugh. She makes me laugh. Cô ấy làm tôi khóc, đúng không? She makes me cry. She makes me cry. Ok, đấy. Hay là she makes me sing. Cô ấy làm cho tôi hát. Đấy. Ok, đó thì là make somebody do something. Rồi, ok, đó là cái bài, cái đoạn cuối cùng này chúng ta sẽ hát lần cuối cùng nha. Don't need too much talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Wanna sing. Ok. Hết rồi. Thế thôi. Nó chỉ có thế thôi. Bây giờ chúng ta thử hát lại một lần nữa nha. Và các bạn cố gắng chú ý những cái cụm từ mà nó nối với nhau. Và ngoài ra tí nữa các bạn sẽ comment cho mình những cái cụm từ mà hôm nay các bạn học được trong bài là gì. Ví dụ như là make somebody do something, đúng không? Hoặc là cái cụm cái gì nhỉ? Make my wish come true, đúng không? Hay là make my dream come true. Đấy là những cụm từ mà chúng ta học được. Thì tí nữa các bạn sẽ tổng kết lại bằng cách là ghi xuống và comment xuống nha. Okay. Rồi, hát lần cuối cùng trước khi chia tay. Let me erase the board. Để mình xóa bảng nữa nha. So let's go.
là bài hát của chúng ta chỉ như thế thôi. Nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà cái quan trọng đó là chúng ta phải nghe rất là nhiều. Ngày xưa thì mình nghe cái bài này cỡ phải vài trăm lần, bởi vì là cứ bật tua đi tua lại cái bài này mà. Thực ra là có hai ban nhạc mà mình nghe đi nghe lại những cái bài hát của họ không dưới 100 lần. Đó là nhóm Westlife và nhóm Michael Learns to Rock, viết tắt là MLTR. Đấy, Michael Learns to Rock. Đấy. Thì cái nhóm này thì là do ông anh mình mua đĩa về và mình bị bắt nghe. Đấy, còn Westlife là do tự mình mua đĩa về và tự mình nghe. Đấy, và cả hai đĩa của hai cái nhóm này thì mình gần như là nghiền và gần như là nhớ khoảng 80% trở lên các bài hát ở trong đó. Cách đây khoảng cũng đâu đó gần chục năm rồi. Cho nên là cũng khá là xa. Bây giờ thì mình chỉ nhớ giai điệu thôi. Có một số bài thì mình vẫn còn nhớ và thuộc luôn. Nhưng mà một số bài thì nhớ giai điệu và có thể hát sing along, hát theo karaoke được. Nhưng mà chính nhờ hai cái nhóm nhạc này và những cái bài hát của họ thì đã khiến cho mình cái level tiếng Anh và level phát âm của mình nó rất là khác so với những cái người khác, những người mà không bao giờ nghe nhạc và không bao giờ tập và luyện hát theo nhạc. Ok. Và trong cái live stream lần sau, nếu như các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi mình thì các bạn có thể viết comment xuống bên dưới. Và nhớ là viết vào cái live stream ở trên trang cá nhân của mình nhá. Bởi vì là có nhiều bạn share ở nhiều nơi ấy. Và nếu như các bạn comment ở cái chỗ mà share đấy thì mình sẽ không đọc được. Ok, đó, cho nên các bạn share vào, các bạn comment vào cái bài chính của mình livestream trên trang cá nhân của Trang Thu Nguyễn mở ngoặc cô giáo Trang Helena. Đấy, thì mình sẽ gom các câu hỏi và buổi sau mình sẽ làm một livestream giải đáp thắc mắc về học tiếng Anh. Ok. Rồi, và mình cũng có những cái khóa học trải nghiệm tiếng Anh tại IOLO English, nơi mình đang làm việc, và nếu như bạn nào muốn trải nghiệm thì cũng có thể đăng ký vào link mình đã để bên trên. Ok. So, see you guys next time. Goodbye.